Xin chào anh em, chào mừng em đã đến với kênh Sinh Authentic. Chào chị Tín, sống chọn đam mê. Và em là Long Trang. Bên em luôn cung cấp những cái sản phẩm đồng hồ chính hãng, săn sale hoặc qua sử dụng với một cái mức giá cực kỳ tốt cho anh em sử dụng trải nghiệm của các chiếc đồng hồ chính hãng, cam kết bảo hành chính hãng và hậu mãi trọn đời. Nếu anh em có quan tâm hãy gọi em vào số 0828 91522 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973816172 nhé. Bây giờ thì mời anh em xem tiếp video. Hôm nay thì em sẽ quay trở lại với anh em với một thương hiệu rất là quen thuộc, đó là Tissot. Và với những anh em lần đầu theo dõi kênh thì bên em chuyên mua, bán, trao đổi những chiếc đồng hồ chính hãng qua sử dụng hoặc đồng hồ săn sale với cái mức giá rất là tốt. Và để liên lạc hệ với bên em thì hãy liên hệ với em với số hotline là 0828 91522 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973816172 nhé. Không để anh em đợi lâu nữa thì em sẽ giới thiệu luôn về chiếc này. Chiếc này của chúng ta là một chiếc siêu lướt, đầy đủ hộp, sổ và đồng hồ rất đẹp anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ vẫn có hai cuốn sổ, một cuốn là catalog của Tissot và một cuốn là cuốn sách giới thiệu về thương hiệu này. Anh em có thể dành thời gian để tìm hiểu nó khi mà mua chiếc đồng hồ này nhé. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu với anh em cái nhân vật chính ngày hôm nay. Chúng ta đang có đây một chiếc Tissot đến từ bộ sưu tập Chemin The Tour. Cái bộ sưu tập này rất là cao cấp của thương hiệu Tissot. Thường thì anh em vẫn quen thuộc với những cái chiếc đến từ bộ sưu tập Le Locq. Tuy nhiên là Chemin The Tour mới chính là cái phân khúc cao cấp nhất của đồng hồ Tissot. Đầu tiên thì chiếc này đang ở trong hộp, nó chưa có cót chạy. Em sẽ hỗ trợ cho nó vài tay cót để đồng hồ bắt đầu hoạt động và chúng ta sẽ giới thiệu cùng với nhau về chiếc này. Đây là một chiếc đồng hồ cơ tự động 100% anh em nhé. Đây, bộ máy của nó đây. Đó, anh em có thể thấy là tình trạng của chiếc này siêu lướt, đẹp đến 98%. Đó, chưa hề có một vết xước nào cả, như là vừa mới bóc siêu ra từ vừa hôm qua thôi. Và anh chủ của chiếc này thì là người chơi hệ sưu tầm, mua về sưu tầm là chính, chứ còn là đeo thì chắc là được 2 đến 3 lần thôi. Em thấy gọn, dây zin còn chưa có một vết gợn nào cả, lỗ đục dây cũng còn nguyên, phía sau cũng vậy. Và đồng hồ thì tuyệt đẹp. Mua một chiếc này thì anh em đang mua một chiếc mới với giá cũ đấy, rất là hời. Chiếc Chemin này sẽ có đường kính bề mặt là 42mm anh em nhé, phù hợp với anh em có cổ tay vừa và lớn thì đeo chiếc này trên tay mới đẹp được. Đây là một squat cỡ lớn của Tissot và nằm trong cái phân khúc cao cấp nhất của hãng. Tissot đã dành tất cả những cái gì tuyệt vời nhất cho cái chiếc bộ sưu tập Chemin này. Đó, chúng ta sẽ có thiết kế là các cọc số vạch và các cọc số la mã đan xen với nhau. Các cọc số vạch thì các cọc số la mã thì sẽ ở góc 3, 6, 9 và 12 giờ. Còn lại các cọc số vạch, anh em thấy không? Khi mà em quay gần vào thì anh em có thể quan sát kỹ được cái đèo chiếc này. Được hoàn thiện rất là tỉ mỉ và tinh tế anh em nhé. Khác với mọi khi thì phần vân guliche lần này chúng ta sẽ được mang ra ngoài phía outer ring. Đó. Còn vạch chia phút thì ở phía trong. Và phía trong này thì chúng ta sẽ có một cái đèo màu đen ghi có chạy cái sunburst anh em nhé. Rất là đẹp. Anh em thấy không? Độ hoàn thiện phải nói là ăn đứt dòng Le Locq và nó sẽ phù hợp với anh em thích những cái chiếc đó sẽ có size lớn một chút. Đó, tất cả các cái cọc số đều được gắn nổi ở trên nền dial anh em nhé, tạo cho dial một cái chiều sâu rất là tuyệt vời cùng với cả cái màu đen nam tính trên này. Chúng ta sẽ có logo của Tissot 1853 góc 12 giờ, phía dưới là tên của bộ sưu tập Chemin The Tourette. Bộ máy Powermatic 80 và ô lịch ở góc 6 giờ, rất là cân đối mà anh em gọi là lịch lọc đấy. Và dòng chữ Swissmade. Đây, em sẽ quay gần lại để anh em xem hết về cái độ chi tiết và tinh tế của chiếc này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đó, và ngoài một cái dash squat đầu bảng thì ngoài một cái thiết kế đẹp, nó phải mang cho mình một cái bộ máy tốt nữa. Và giới thiệu anh em đây là cái bộ máy Powermatic 80 đến từ Tissot. Cái bộ máy này thì đã quá quen thuộc với anh em chơi Tissot nhiều năm rồi, bởi vì nó đã được sử dụng trên Tissot trong rất là tất cả những cái mẫu đồng hồ gần đây. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có 23 chân kính, hoạt động tần số dao động là 21.600 VPH và tích cót tối đa đến 80 giờ. Anh em có thấy là balance wheel đang hoạt động như một trái tim của bộ máy, cung cấp những cái dao động tuyệt vời cho cái bộ máy đến từ Thụy Sĩ và sẽ có đầy đủ chuyện của ETA, chuyện của V8 và các thông số đến từ nhà sản xuất. Chúng ta sẽ có một vài thông tin nữa như là logo của thương hiệu này, mã serial number, những số đầu tiên của mã, đó, chống nước ở 50m,
và đồng hồ làm hoàn toàn bằng thép không gỉ cùng với tính sapphire. Đi cùng với đồng hồ, chúng ta sẽ có một bộ dây dập vân cá sấu màu đen này và khóa chống gập của Tissot, khóa zin luôn anh em nhé. Đó. Bây giờ thì em sẽ cho anh em xem kỹ lại một lần nữa. Đấy, hai phần bên hông này chúng ta sẽ có hoàn thiện phay xước này. Đó, và sẽ có cái đường diamond cut ở đây, rất là tinh tế, thể hiện cho cái sự chăm chút đầu tư công nghệ vào đây rất là tốt đến từ Tissot. Rồi, bây giờ thì em sẽ ướm nó lên tay để anh em có thể cảm nhận một chút gì đó về chiếc này khi đeo trên cổ tay anh em nhé. Đeo trên cổ tay chiếc này thì phải nói là nó toát lên cái vẻ nam tính và thanh lịch. Đó. Với một chiếc 42mm như này thì yêu cầu cổ tay anh em phải 16 trở lên. Còn trên màn hình anh em đang xem đây thì cổ tay của em 15,5 nên nó hơi to so với cổ tay một chút. Tuy nhiên là nếu anh em cổ tay to hơn thì sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều. Và với một chiếc như này thì hãng đang bán mới mức giá rất là cao nhé. Cái phân khúc này hãng đang bán mới mức giá là hơn 21 triệu cho một chiếc Tissot Chema như thế này. Nếu như anh em thích một chiếc qua sử dụng lướt như này, hãy liên hệ ngay với em với số Zalo là 0973816172 nhé. Chiếc này của em thì sẽ có một chiếc duy nhất thôi, cam kết hàng chính hãng 100%, có bảo hành 2 năm cùng hỗ trợ bảo hành trọn đời. Thì em đang giao lưu lại với anh em với mức giá rất là tốt, chỉ 9.800.000, chưa bằng một nửa giá mua mới, anh em lại có cơ hội sở hữu một chiếc đẹp đến 99%. Nhớ bấm nút đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm một cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ những cái sản phẩm ở bên em nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.